Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Mới đây, Triều Tiên tuyên bố đã ra lệnh cho các đơn vị pháo binh gần biên giới với Hàn Quốc sẵn sàng khai hỏa. Động thái này diễn ra sau khi nước này đe dọa sẽ gây ra thảm họa khủng khiếp đối với Seoul. Theo thông tấn xã Trung ương Triều Tiên, KCNA, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã ban hành chỉ thị chuẩn bị tác chiến cho các lực lượng pháo binh hợp thành gần biên giới và các đơn vị được giao nhiệm vụ hỏa lực chuẩn bị cho chiến đấu quy mô lớn. Korea Jonggang Daily dẫn theo KCNA cập nhật tình hình chi tiết về vụ việc cho biết, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố chỉ thị chuẩn bị tác chiến bao gồm lệnh nâng 8 lữ đoàn pháo binh được trang bị đầy đủ lên mức sẵn sàng thời chiến để chờ lệnh khai hỏa và hoàn thành các nhiệm vụ bảo đảm tác chiến khác nhau. Trước đó, Thông báo được KCNA phát đi cho biết, Bộ ngoại giao Triều Tiên cáo buộc, Seoul đã đưa máy bay không người lái mang theo truyền đơn tuyên truyền đến thủ đô Bình Nhưỡng 3 lần chỉ trong vòng chưa đầy 15 ngày trong tháng 10. Bà Kim Yo Jong, em gái quyền lực của nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết, Triều Tiên đã sẵn sàng có hành động đáp trả mạnh mẽ tương xứng nếu máy bay không người lái chở tài liệu chống Bình Nhưỡng tiếp tục xâm nhập vào lãnh thổ nước này. Bà Kim Yo Jong cảnh báo, thời điểm tấn công có thể diễn ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Phía Hàn Quốc bác bỏ cáo buộc này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong Hyun ban đầu phủ nhận việc quân đội nước này điều máy bay không người lái qua biên giới. Nhưng sau đó, Bộ Tham mưu Liên quân cho biết không thể xác nhận tính xác thực của tuyên bố từ phía Triều Tiên. Đáp lại những lời đe dọa của Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Bình Nhưỡng nhằm gây hại cho người dân Hàn Quốc sẽ dẫn đến sự kết thúc của chế độ ông Kim Jong Un. Triều Tiên được biết đến với lực lượng pháo binh lớn và mạnh được coi là một trong những lực lượng pháo binh đáng gờm nhất thế giới. Khả năng pháo binh của nước này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự, đặc biệt trong bối cảnh gần với Hàn Quốc. Triều Tiên được cho là sở hữu hơn 10.000 khẩu pháo, bao gồm lựu pháo, bệ phóng rocket và súng cối. Phần lớn lực lượng pháo binh này được triển khai gần khu phi quân sự DMZ, đe dọa trực tiếp đến Hàn Quốc, đặc biệt là thủ đô Seoul. Kho vũ khí của Triều Tiên bao gồm pháo thông thường cũng như các hệ thống phóng rocket tầm xa như KN09 và KN25 có khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Hàn Quốc. Các hệ thống này có thể phóng một loạt đạn lớn làm quá tải hệ thống phòng thủ. Pháo binh của Triều Tiên được coi là có khả năng tấn công trước, có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho các mục tiêu dân sự và quân sự tại Hàn Quốc, đặc biệt là khu vực thủ đô đông dân cư. Giới quan sát nhận định rằng, mặc dù pháo binh Triều Tiên thường lỗi thời so với tiêu chuẩn hiện đại, nhưng số lượng khổng lồ và vị trí chiến lược khiến lực lượng này trở thành một thành phần quan trọng trong thế trận gian đe của Triều Tiên trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Truyền thông Hungary vừa qua dẫn lời Phó Thủ tướng Alexandra Vulin tiết lộ, Bengrad đã nhận được thông tin về một vụ ám sát đang được chuẩn bị nhằm vào Thủ tướng Viktor Orbán vì lập trường của ông đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA Novosti, Ngoại trưởng Hungary Peter Sziato nói, Tôi không biết âm mưu như vậy. Nhưng những gì tôi biết là đang có rất nhiều cuộc tấn công nhắm vào chúng tôi, kể cả Thủ tướng, Chính phủ và đất nước Hungary, cả về mặt pháp lý, tài chính và chính trị. Theo nhà ngoại giao hàng đầu của Budapest, Liên minh châu Âu EU đang giữ lại hàng chục tỷ euro phân bổ cho Hungary vì nước này phản đối khối viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, cũng như những tranh cãi liên quan vấn đề người nhập cư và tuyên truyền về giới tính. Chưa bao giờ trong lịch sử EU có một quốc gia giữ chức chủ tịch hội đồng EU lại có xung đột lợi ích nghiêm trọng với khối như Hungary. Ông Orbán từng công khai tấn công các định chế EU, không ít lần chỉ trích các nhà lãnh đạo tổ chức, cáo buộc họ quan liêu quá mức và thiếu tôn trọng lợi ích quốc gia. Không phải ngẫu nhiên mà Hungary chọn khẩu hiệu, làm cho châu Âu vĩ đại trở lại trong nhiệm kỳ chủ tịch của mình. Trong khi đó, hồi tháng 6, Tòa án Công lý châu Âu tại Luxembourg đã ra lệnh cho Hungary phải nộp một khoản tiền phạt 200 triệu euro vì vi phạm luật di cư và tị nạn của châu Âu. Ông Orbán có quyết định này là thái quá và không phục tùng. EU cũng đã đóng băng khoản viện trợ tài chính 30 tỷ euro cho Hungary từ tháng 12 năm 2022 vì nguy cơ tham nhũng và vì các tòa án ở Hungary không còn được coi là độc lập. Trong các bài phát biểu và phỏng vấn, ông Viktor Orbán nhiều lần tuyên bố EU đe dọa chủ quyền của Hungary và gây tổn hại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như nông nghiệp nước này. Ngoài ra, sau khi Hungary tiếp quản trước chủ tịch luân phiên của EU vào tháng 6, Ông Orbán đã thăm Kiev, Moscow, Bắc Kinh và Washington để thúc đẩy các giải pháp ngoại giao. Dù những chuyến thăm này đã khiến một số quan chức tại Bruxelles không hài lòng, lãnh đạo Hungary tin rằng đây là bước đi cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột. Ông Orbán nhiều lần khẳng định xung đột không thể được giải quyết trên chiến trường mà chỉ thông qua thỏa thuận ngoại giao nhận được sự đồng thuận của cả Ukraine lẫn Nga. Hungary hiện là một trong số ít quốc gia EU còn giữ quan hệ với Nga. Hồi tháng 5, Nước này từng ngăn chặn khoản viện trợ trị giá 500 triệu euro thuộc Quỹ Cơ sở Hòa bình châu Âu, EFF, cho Ukraine, cũng như 5 tỷ euro được phân bổ cho Quỹ hỗ trợ Ukraine của EFF. Trang tin Bruxelles-China.eu dẫn lời một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu, EU tuyên bố rằng kế hoạch hội nhập Ukraine vào EU hiện không bao gồm các khu vực của nước này hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Phát biểu trong một sự kiện của Ủy ban các khu vực CR, ông Murray người đứng đầu đơn vị hợp tác liên khu vực và xuyên quốc gia của Ủy ban châu Âu, xác nhận rằng quá trình hội nhập này sẽ tập trung vào các khu vực do Kiev kiểm soát. Ông Gillen nêu rõ, quá trình hội nhập của Ukraine vẫn tiếp tục tập trung vào cấp độ khu vực, không bao gồm các khu vực do Nga kiểm soát vào thời điểm hiện tại. Điều này có nghĩa là các khu vực như Donetsk và Lugansk sẽ không được xem xét cho việc hội nhập vào EU cho đến khi chúng trở lại dưới sự kiểm soát của chính quyền Ukraine. Mặc dù vậy, Ông Jillian cũng cho biết, EU hy vọng sẽ áp dụng các quy trình tương tự cho những khu vực trên sau khi chúng được Ukraine giành lại quyền kiểm soát, tức là sẽ có những bước đi nhằm chuẩn bị cho sự hội nhập trong tương lai. Ngoài ra, EU ước tính chi phí tái thiết các vùng lãnh thổ Ukraine dưới sự kiểm soát của Kiev có thể lên tới 450 tỷ euro, tương đương gấp 3 lần ngân sách hàng năm của nước này. Andreas Jaatla, thành viên hội đồng thành phố Rakvere, Estonia và cũng là thành viên nhóm công tác CR với Ukraine, đã chỉ ra rằng việc phục hồi này sẽ cần sự hỗ trợ to lớn từ EU và các quốc gia thành viên. Mặc dù Ukraine hiện chưa phải là thành viên của EU hay NATO, Bruxelles đã làm việc không ngừng trong nhiều năm để phát triển các khu vực trọng điểm cho sự hội nhập vào EU trong tương lai. Chính quyền Ukraine cũng đã đề ra những kế hoạch tái cấu trúc công nghiệp phù hợp với các ưu tiên cho sự hội nhập, trong đó bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng là ưu tiên hàng đầu. Valeria Volkova, một thành viên của hội đồng thành phố Kremenchuk, đã nhấn mạnh rằng việc tăng cường năng lực của các nhà máy điện mặt trời là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Ukraine. Cùng với đó, ngành công nghiệp quốc phòng cũng sẽ được chú trọng với sự tập trung vào sản xuất thiết bị bay không người lái và trang thiết bị quân sự nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, bất chấp những tiến triển trong việc hội nhập, vẫn còn tồn tại những nghi ngại ở một số khu vực của Ukraine về quá trình gia nhập EU. Một số quốc gia, chẳng hạn như Bulgaria, lo ngại rằng sự mở rộng này có thể tạo ra những áp lực tài chính lớn lên ngân sách quốc gia. Ba Lan cũng tỏ ra lo ngại vì họ cho rằng có thể xảy ra xung đột lợi ích giữa Ukraine và nước này, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời một đại diện cơ quan chức năng Nga cho biết các nhà điều tra đã truy tố ông Vasily Maliuk, giám đốc cơ quan an ninh Ukraine SBU, về hành vi tổ chức hành động khủng bố nhắm vào cầu Crimea vào mùa hè năm 2023, ông Maliuk bị truy tố vắng mặt vì vi phạm luật hình sự Nga liên quan hành động khủng bố gây chết người. Hồi tháng 3, Nga cũng đã ra lệnh bắt giữ ông Maliuk liên quan cuộc điều tra vụ nổ cầu Krim vào năm 2022. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB của Nga cũng cho rằng ông Kirillo Budanov, lãnh đạo Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng Ukraina đóng vai trò quan trọng trong vụ việc. Phía Ukraina ban đầu không thừa nhận sự liên quan nhưng sau đó nhận trách nhiệm. Kiev cho rằng đây là mục tiêu chính thức được Moscow sử dụng trong việc tiếp tế cho lực lượng tại Crimea và miền nam Ukraine. Nga nói rằng cầu Crimea chỉ được sử dụng cho mục đích dân sự. Cầu Crimea vẫn là ưu tiên hàng đầu của Ukraine trong các cuộc tấn công bằng vũ khí phương Tây vào bán đảo này. Đó là tuyên bố của người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài SVR của Nga, ông Sergei Naryshkin. Theo đài RT, tại cuộc họp của những người đứng đầu các cơ quan an ninh CIS – cộng đồng các quốc gia độc lập ở thành phố Astana, Kazakhstan. Ông Nariskin lưu ý rằng cầu Crimea có khả năng sẽ trở thành mục tiêu của các tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp cho Ukraine. Ông Nariskin cũng chỉ ra rằng Ukraine đã sử dụng các hệ thống vũ khí khác do phương Tây cung cấp để tấn công bán đảo Crimea, chẳng hạn vụ tấn công bằng tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất vào một bãi biển ở Sevastopol hồi tháng 6 năm nay. Ukraine từng thực hiện hai vụ đánh bom cầu Crimea vào tháng 10 năm 2022 và tháng 7 năm 2023. Giới chức nước này khẳng định việc phá hủy cây cầu nhằm mục đích quân sự. Hồi tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố việc phá hủy cầu Crimea là điều mà Ukraine rất mong muốn. Các quan chức cấp cao ở Kiev cũng từng cho biết việc phá hủy cây cầu này là ưu tiên hàng đầu trong cuộc xung đột với Nga và nhấn mạnh đây là mục tiêu quân sự hợp pháp của Ukraine. Tờ New York Times đưa tin quân đội Ukraine đang sử dụng UAV phát ra kim loại nóng New York Times viết Ukraine đã tạo cho loại vũ khí này chức năng mới Bằng cách gắn các hộp nhiệt nhôm vào UAV Và làm cho chúng có khả năng phóng ra kim loại nóng chảy cháy ở nhiệt độ 2427 độ C Các binh sĩ của lực lượng vũ trang Ukraine Đã đặt cho chúng cái tên UAV dòng lửa Các nhà báo Mỹ cho rằng Hỗn hợp Thermite chứa bột nhôm và oxit sắt được sử dụng trong hộp đựng UAV gần như không thể dập tắt một khi đã đốt cháy. Bất chấp cảnh báo từ văn phòng giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc, trong đó chỉ ra hỗn hợp đó có thể gây ra tàn phá lớn và hủy hoại môi trường. Văn phòng giải trừ quân bị của Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, việc sử dụng hợp chất thơ mai không được khuyến khích vì các đám cháy mà chúng tạo ra rất khó kiểm soát và chúng có thể ảnh hưởng đến dân thường, đồng thời gây ra thiệt hại lớn về môi trường. Lực lượng vũ trang Ukraine được cho cũng phất lờ quan điểm của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trong đó chỉ ra hậu quả kinh hoàng của việc sử dụng vũ khí gây cháy có hỗn hợp thơ mai. Hỗn hợp thơ mai được làm từ bột kim loại thường là nhôm và oxit sắt hoặc dỉ sét Thơ mai không nổ nhưng tạo ra nhiệt ở nhiệt độ cực cao hơn 2.200 độ C tương đương 4.000 độ F đến mức nó có thể đốt cháy và phá hủy hầu hết mọi vật liệu quần áo cây cối lá cây sắt thép thậm chí cả xe quân sự. Nó cũng có thể cháy dưới nước. Đối với con người Vũ khí này có thể gây tử vong hoặc gây bỏng nặng, tổn thương xương. Nó cũng có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp và chấn thương tâm lý. Theo tổ chức phi chính phủ Anh Action on Armed Violence (AOAV), việc kết hợp thơ mai về máy bay không người lái có độ chính xác cao có thể vượt qua các biện pháp phòng thủ truyền thống. Điều này khiến những UAV rồng lửa rất hiệu quả và nguy hiểm. Máy bay không người lái rồng lửa có xu hướng bay thấp vì thơ mai sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi tiếp xúc gần với mục tiêu. Ngoài việc gây ra thiệt hại đáng kể cho đối phương, Vũ khí này cũng có khả năng hỗ trợ các đơn vị Ukraine thực hiện nhiệm vụ trinh sát. Các nhà phân tích cho biết, khi lớp lá cây bị đốt cháy, hoạt động ném bom có khả năng sẽ chính xác hơn. Một số nguồn tin cho rằng, những UAV này do công ty Steel Honest, một nhà sản xuất hệ thống vũ khí không người lái tư nhân của Ukraine phát triển. Công ty này chế tạo rất nhiều sản phẩm, trong đó có một loại vũ khí hạng nhẹ, sử dụng thơ mai, có thể đốt cháy kim loại dày 4mm trong vòng chưa đầy 10 giây. Quân đội Mỹ cũng sản xuất liệu đạn thơ mai. Mặc dù Washington là nhà cung cấp vũ khí chính cho Ukraine, nhưng chưa rõ liệu họ có cung cấp vũ khí thơm mai cho Kiev hay không. Với quân số và nguồn lực ít hơn, Ukraine đang dựa vào việc cải tiến công nghệ ở các máy bay không người lái UAV để chống lại sức mạnh của Nga. Trước đây UAV Ukraine chỉ giới hạn ở việc thả bom, thì nay UAV có thể làm mọi thứ, từ đặt mìn đến cung cấp vật tư cho lực lượng nước này. Theo tờ The Wall Street Journal, những cải tiến về UAV của Ukraine tập trung vào việc giành lợi thế trước Nga sao cho vừa rẻ, vừa nhanh chóng và hoạt động càng lâu càng tốt. Theo nhà phân tích về Nga tại ISW, Riley Bailey, đã có các video cho thấy lực lượng Ukraine sử dụng UAV góc nhìn thứ nhất FPV giá rẻ, có sẵn để đánh chặn UAV trinh sát đắt tiền hơn của Nga. Ông mô tả đây là một diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là khi chưa có bằng chứng nào cho thấy lực lượng Nga làm điều tương tự. Điều này cho thấy lực lượng Ukraine có thể có lợi thế về công nghệ, mặc dù đó chưa phải là lợi thế mà họ triển khai ở quy mô lớn. Tuy nhiên, giải pháp này rất có tiềm năng, đặc biệt là khi xét đến những thách thức mà Ukraine đang phải đối mặt. Hệ thống phòng không luôn ở trong tình trạng căng thẳng của Ukraine đã tạo ra cơ hội cho lực lượng Nga, cho phép Moscow vận hành các hệ thống không người lái tình báo, trinh sát và giám sát ISR cao cấp hơn một cách tự do để có được bức tranh tổng quan hơn về chiến trường. Một chuyên gia quân sự Ukraine cho rằng Kiev không có đủ hệ thống phòng không để bắn hạ tất cả UAV trinh sát của Nga và họ cũng không muốn phải sử dụng tên lửa đánh chặn đắt tiền để đối phó với các loại UAV như Auckland 10, được cho là có giá từ 87.000 đô la Mỹ đến 120.000 đô la Mỹ. Chiến lược UAV FPV trở nên hữu ích trong trường hợp này. Ngoài ra, Nga đã tận dụng những hạn chế về phòng không của Ukraine và triển khai nhiều UAV cánh cố định thậm chí còn đưa chúng vào sâu trong các khu vực hậu phương của Ukraine. Điều này giúp Nga cải thiện độ chính xác của các cuộc tấn công. Nga cũng đang thích nghi ngụy trang UAV trinh sát của mình thành UAV của Ukraine, cũng như lắp thêm camera chiếu hậu và bay cao hơn để tránh bị phát hiện. Trước bối cảnh trên, Ukraine đã tìm ra giải pháp cho một vấn đề khiến các công ty quốc phòng phương Tây đau đầu trong hơn một thập niên, làm thế nào để chống lại các loại UAV giá rẻ. Thay vì chống lại UAV trinh sát của Nga bằng tia laser, hệ thống gây nhiễu hay thậm chí là dùng lưới vượt bắt, Ukraine đã dùng UAV nhỏ có 4 cánh quạt, quạt quarter, để bay nhanh hơn và cao hơn để tiêu diệt UAV do thám của Nga. UAV này có hệ thống liên lạc kỹ thuật số truyền hình ảnh chất lượng tốt hơn, giúp săn tìm mục tiêu hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, giá cả của những UAV này cũng rất rẻ, trong khi tên lửa đất đối không để hạ các mục tiêu trên không có giá hàng trăm nghìn đô la Mỹ cho một tên lửa, UAV chỉ có giá 700 đô la Mỹ một chiếc. Nhà hoạt động Sehi Stenenk, người gây quỹ để mua UAV cho quân đội Ukraine, gọi các cuộc tấn công bằng UAV là sự hủy diệt Nga trên bầu trời và cho biết chiến thuật này cũng đã hạ gục hai trực thăng của Nga. Ông Stenenk nói thêm rằng nhờ những biện pháp này, UAV trinh sát của Nga đã biến mất hoàn toàn ở một số thành phố và cũng giảm hẳn trên tiền tuyến. Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam cho biết, tuần qua lực lượng Ukraine đã để lùi 29 cuộc tấn công của Nga và các tỉnh Kherson và Zaporizhia. Bộ chỉ huy cho biết trong một tuyên bố, lực lượng phòng thủ miền Nam Ukraine tại tỉnh Kherson đã đẩy lùi 29 cuộc tấn công. Chỉ tính riêng trong một ngày qua, 5 cuộc tấn công đã được ghi nhận tại Kherson và hai cuộc tấn công theo hướng Zaporizhia. Nga đã sử dụng 318 máy bay không người lái FPV, bao gồm 3 máy bay không người lái loại Lancet và thả 428 quả bom đa năng. Mặc dù các cuộc tấn công đang diễn ra, nhưng không có bước đột phá nào được ghi nhận. Tuyên bố này phù hợp với cảnh báo trước đó của quân đội Ukraine rằng Nga sẽ cố gắng đạt được một bước đột phá theo hướng Orikhov và Malatyomchik ở Zaporizhia trong những ngày tới. Đợt tấn công mới của Nga ở phía nam Zaporizhia diễn ra khi quân đội nước này tiếp tục tấn công mạnh mẽ ở Donbass. Trước đó, các phương tiện truyền thông Nga và Ukraine cũng từng đăng tải thông tin trái chiều liên quan tới một vụ nổ lớn khác thường trong cuộc xung đột ở thị trấn Volchansk, vùng Kharkov. Có tin đồn. Nga sử dụng siêu bom phi hạt nhân mạnh nhất thế giới, ODAB-9000, trong cuộc không kích. Hồi đầu tháng 10, một đoạn video do các kênh truyền thông quân sự có liên hệ với quân đội Nga đăng tải trên Telegram cho thấy một vụ nổ lớn xảy ra ở thị trấn Vovchansk. Nguồn tin cho biết, Nga thực hiện cuộc không kích sau khi Ukraine tuyên bố kiểm soát nhà máy hóa chất quan trọng ở thị trấn. Vụ nổ được xem là lớn chưa từng thấy dẫn đến những đồn đoán Nga sử dụng bom nhiệt áp có sức công phá lớn hơn loại bom trước đây từng sử dụng như ODAB-1500. Tuy nhiên, Ukraine đã nhanh chóng bác bỏ những thông tin về việc ODAB-9000 đã được sử dụng tại Vopchansk. Theo các chuyên gia quân sự, nếu ODAB-9000 thực sự được triển khai, điều này sẽ đánh dấu một bước ngoặt lớn trong chiến lược của Nga. Với sức công phá kinh hoàng, loại vũ khí này có thể gây ra tổn thất nặng nề trong các khu vực đô thị, dẫn đến thiệt đại lớn về người và tài sản. Tuy nhiên, nhiều quan chức Ukraine cho rằng đây chỉ là một phần trong chiến dịch tâm lý của Nga nhằm tạo ra nỗi sợ hãi và hoang mang trong dân chúng Ukraine. Mặt khác, chiến thuật sử dụng bom lượn trong những tháng gần đây cũng đang giúp Nga tiến công ở Ukraine nhanh chưa từng có kể từ khi xung đột nổ ra. Những cuộc tấn công bom lượn quy mô lớn của Nga đang trở thành cơn ác mộng với binh sĩ Ukraine và họ thậm chí đã gọi đây là vũ khí địa ngục. Đại tá Maxim Balagura, người chỉ huy đơn vị lực lượng biên phòng Ukraine, chia sẻ với CBS, mỗi người lính đều lo sợ cho tính mạng của mình khi nhận được tín hiệu Nga triển khai bom lượn. Ông Balagura nói và thừa nhận rằng các chiến thuật mà Nga sử dụng đã trở nên tinh vi hơn khi cuộc chiến kéo dài sang năm thứ ba, đồng thời cảnh báo đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ. Bộ Ngoại giao Pháp đã cung cấp cho tờ Kiev Post đoạn video độc quyền cung cấp cái nhìn đầu tiên về các binh sĩ Ukraine tham gia khóa huấn luyện cùng với các sĩ quan Pháp về chiến thuật thực địa, lý thuyết và hoạt động vũ trang. Trong video, binh sĩ Ukraine được tập luyện với nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm hệ thống pháo phản lực M270, lựu pháo César và máy bay phản lực Alpha tại vùng nông thôn Pháp và tại các bãi huấn luyện trên biển. Phóng viên quốc phòng Stefan Kosak của Gepos xác nhận các loại vũ khí xuất hiện trong video gồm máy bay Alpha, pháo tự hành César 155mm, súng cố 122mm, tên lửa chống tăng Milan, xe bọc thép chở quân BAT-4, hệ thống pháo phản lực M270. Ngoài ra, các binh sĩ Ukraine còn thực hành chiến thuật thực địa, dọn chiến hào và tòa nhà, phối hợp gọi hỏa lực pháo binh, dọn mìn. Chiến thuật chiến đấu cho các đơn vị từ 10 đến 100 người hoặc các đơn vị nhỏ hơn từ 10 đến 30 người cũng được các sĩ quan Pháp đào tạo. Trước đó, Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron đã đến thăm trại huấn luyện và dự lễ khai mạc khóa đào tạo mới dành cho binh sĩ Ukraine đặt tại phía đông nước Pháp, khẳng định sự ủng hộ của Pháp đối với Ukraine. Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Pháp, trại huấn luyện cho binh sĩ Ukraine được đặt tại vùng Grand Est nằm ở phía đông nước Pháp, gần về phía biên giới với Đức. Trại huấn luyện này được Pháp xây dựng mô phỏng theo điều kiện thực chiến tại Ukraine để đảm bảo các binh sĩ sau khi hoàn thành khóa đào tạo có khả năng chiến đấu hiệu quả ngay lập tức. Pháp cũng cung cấp cho Ukraine nhiều vũ khí hiện đại, trong đó nổi bật là 128 xe bọc thép tiền phương VAB, 18 khẩu pháo tự hành xe ra, hơn 18 xe chiến đấu bọc thép AMX-10, 20 trạm tên lửa chống tăng Milan, và 10 xe tải quân sự TRM cỡ lớn được thiết kế để hỗ trợ các nhiệm vụ quân sự ở địa hình khó khăn. Tháng 6 năm 2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine các máy bay chiến đấu Mirage 2000 năm và hiện đang hỗ trợ các phi công Ukraine sử dụng các chiến đấu cơ này trước khi chính thức chuyển giao vào đầu năm 2025. Ngoài ra, Pháp cũng tham gia đào tạo phi công Ukraine sử dụng máy bay F-16 của Mỹ. Đức nên gây áp lực lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để giải quyết xung đột một cách hòa bình. Nhận định trên là của bà Sarah Wagenknecht, người sáng lập và đồng chủ tịch đảng Liên minh Sarah Wagenknecht, Lý trí và Công lý (BSWK). Bà Wagenknecht nói trong cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Panke: Có một kế hoạch hòa bình tốt từ Brazil và Trung Quốc. Tôi muốn Đức và EU ủng hộ các sáng kiến tương tự. Theo bà, Trung Quốc có thể gây áp lực lên Nga về vấn đề giải quyết xung đột và đức nên làm điều tương tự với ông zelensky để cả hai bên buộc phải thỏa hiệp sẽ không có hòa bình nếu không có sự thỏa hiệp nghị sĩ đức nhấn mạnh đồng thời bà lưu ý rằng xung đột ở ukraine không thể được giải quyết bằng cách tăng cường cung cấp vũ khí cho kiev bà wagenknecht nói chúng tôi cần nhiều nỗ lực ngoại giao hơn yêu cầu đó không trở nên sai lầm vì đảng sự lựa chọn vì nước đức afd cũng đang đưa ra yêu cầu tương tự hồi tháng 9 tại berlin trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình zdf Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi tăng cường nỗ lực để giải quyết xung đột tại Ukraine, đồng thời cho biết ông và người đồng cấp Volodymyr Zelensky cùng chia sẻ quan điểm rằng Nga nên tham gia hội nghị hòa bình này. Trước đó, một hội nghị hòa bình về xung đột tại Ukraine đã được tổ chức trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 tại Thụy Sĩ với sự tham gia của 78 quốc gia. Các bên đã bày tỏ ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine nhưng lại không đưa ra lộ trình rõ ràng cho bước đi tiếp theo. Nga đã không tham dự hội nghị này Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhấn mạnh: "Tôi tin rằng bây giờ là lúc chúng ta cần thảo luận về các giải pháp giải quyết tình hình quân sự và đạt được hòa bình sớm hơn so với dự kiến hiện nay. Bằng mọi cách, một hội nghị khác sẽ được tổ chức. Tổng thống Ukraine và tôi cùng có quan điểm rằng Nga nên có đại diện ở hội nghị này." Gần đây nhất, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky cũng nói rằng ông hy vọng xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2025. Ông Zelensky nói khi đang có chuyến công du Đức, Ukraine hơn bất kỳ ai khác trên thế giới, muốn một kết thúc công bằng và nhanh chóng trong cuộc chiến này. Cuộc chiến đang phá hủy đất nước chúng tôi, cướp đi sinh mạng của người dân chúng tôi. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier để kêu gọi sự ủng hộ cho Ukraine. Theo thời báo Israel, lực lượng phòng vệ nước này, IDF, trong quá trình tác chiến ở miền nam liban vừa qua đã khai hỏa vào một căn cứ của unifil ngay khi phát hiện mối đe dọa thông cáo của idf trên mạng xã hội x viết hỏa lực của các binh sĩ israel đã khiến cho hai nhân viên unifil bị thương chúng tôi vẫn và sẽ giữ liên lạc với unifil cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc cũng theo bản thông cáo trên nhóm vũ trang hezbollah ở liban thường xuyên tiến hành các hoạt động gây tổn hại cho dân thường israel ở gần những khu đông dân cư sinh sống hoặc các tiền đồn của UNIFIL. Được biết, hai nhân viên UNIFIL bị thương trong vụ việc lần này đều là binh sĩ tới từ Sri Lanka. Và đây là lần thứ hai trụ sở của UNIFIL ở Liban hứng chịu hỏa lực từ quân đội Israel trong những ngày gần đây. Chính quyền Sri Lanka sau đó đã lên án cuộc tấn công trên của Israel và tuyên bố đã liên hệ với UNIFIL để cung cấp dịch vụ y tế cho các thương binh của nước này. Trong tuyên bố chung ngay sau sự kiện kể trên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italia Giorgia Meloni và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã bày tỏ sự bất bình. Thông cáo báo chí của Điện Élysée dẫn một đoạn trong tuyên bố chung nhấn mạnh: "Những cuộc tấn công này vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và nghị quyết 1701 được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua vào năm 2006 nhằm hỗ trợ quân đội Liban giữ cho khu vực biên giới phía nam với Israel không có vũ khí." hoặc không có lực lượng vũ trang nào khác ngoài lực lượng của chính phủ Liên bang. Tuyên bố cũng kêu gọi bảo vệ nhân viên của Liên hợp quốc làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, đồng thời chấm dứt ngay lập tức những hành động quân sự như vậy. Trong một diễn biến liên quan, cuộc không kích của Israel cũng ảnh hưởng đến nhiều người, không phải Hezbollah, mục tiêu mà Israel nhắm tới, trong đó có hai binh sĩ của quân đội Liên bang thiệt mạng cùng ba binh sĩ khác bị thương. Quân đội Liên bang không liên quan đến cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah. Hàng loạt binh sĩ Liên bang được chỉ đạo rút khoảng 5 km khỏi các trạm quan sát dọc khắp biên giới kể từ khi Israel triển khai chiến dịch trên bộ hồi đầu tháng 10. Nhiều quốc gia trong đó có Pháp, Indonesia, Italia, Canada đã lên tiếng chỉ trích gây gắt Israel sau những vụ tấn công này và bày tỏ sự lo ngại khi nhiều bên không liên quan bị vướng vào cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết Nước này sẽ thực hiện cuộc tấn công mạnh mẽ, chính xác và trên hết là bất ngờ vào Iran để đáp trả cuộc không kích hồi đầu tháng 10 mà Tehran đã thực hiện. Phát biểu của ông Galan được đưa ra trong bối cảnh thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc điện đàm kéo dài 30 phút về vấn đề đáp trả Iran. Ngoài ra, không có bất kỳ thông tin nào được đề cập thêm. Tuy nhiên, trong những diễn biến mới nhất, cơ quan báo chí của không quân Israel và lực lượng phòng vệ Israel IDF vừa qua tiết lộ, họ có thể chuẩn bị sử dụng tên lửa đạn đạo Silver Sparrow hay chim sẻ bạc có tốc độ cao với tính năng tương tự như KH-47M2 Kinza của Nga để thực hiện cuộc tấn công nhằm vào Iran. Tên lửa Silver Sparrow mà Israel đang chuẩn bị sử dụng có đặc tính kỹ chiến thuật rất đáng gờm. Theo các nguồn tin, tầm bắn của loại đạn tấn công nói trên có thể đạt tới 700 km và tốc độ hành trình ước tính trong khoảng match từ 8 đến 10 tương đương với từ 9.800 đến 12.200 km h Trong giai đoạn cuối của chuyến bay, tên lửa đạt tốc độ còn cao hơn nữa, khiến nó trở thành mục tiêu cực kỳ khó đánh chặn. Đồng thời, vòng tròn sai số CEP được công bố tham số xác định độ chính xác của cú đánh là từ 15 đến 20 mét, đủ để phá hủy các mục tiêu kiên cố và được bảo vệ kỹ lưỡng. Tương tự như mẫu tên lửa KH-47M2 Kinza, Silver Sparrow được máy bay chiến đấu hạng nặng mang lên độ cao lớn thường là trên 10 km để giảm lực cản của không khí. Sau khi giờ bệ phóng, động cơ đẩy sẽ đưa đầu đạn lên độ cao hàng chục km tới tầng ngoại vi khí quyển trái đất. Với thế năng tích lũy được từ độ cao lớn, đầu đạn với hệ thống cánh lượn đặc biệt hồi quyền và tích lũy tới tốc độ siêu vượt âm tấn công chính xác mục tiêu. Điểm khó nhất trong chế tạo vũ khí siêu vượt âm nói riêng và tên lửa siêu vượt âm chính là tạo ra vật liệu cách nhiệt chịu được ma sát lớn với khí quyển, khả năng kết nối với vũ khí khi chúng nằm trong kén plasma trung hòa về điện do ma sát với khí quyển. Việc sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh sẽ cho phép không quân Israel tấn công các mục tiêu chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Iran với tốc độ cao và chỉ cho đối phương thời gian phản ứng tối thiểu. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim trực thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC trích dẫn các nguồn tin quân sự cho biết Iran chuẩn bị ít nhất 10 kế hoạch tác chiến để đáp trả cuộc tấn công có thể xảy ra từ phía Israel. Theo đó, Tasnim nêu thêm Phản ứng của Iran không nhất thiết phản ánh mức độ hành động của Israel, nhưng có thể khắc nghiệt hơn và nhắm vào các khu vực khác nhau để tăng cường tác động của hành động trả đũa. Theo các nguồn thạo tin của đài CNN, sau vụ tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel hồi đầu tháng này, chính phủ Iran đang vô cùng lo lắng và gấp rút thực hiện các nỗ lực ngoại giao với các nước Trung Đông để xem liệu có thể giảm quy mô phản ứng của Israel hay không. Và nếu việc giảm thiểu không thành, liệu các nước này có thể giúp bảo vệ Tehran hay không. Nỗi lo xuất phát từ việc Iran không chắc chắn, liệu Mỹ có thể thuyết phục Israel không tấn công vào các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Tehran hay không. Cùng với thực tế là lực lượng Hezbollah đóng tại Liban đã bị suy yếu đáng kể bởi các hoạt động quân sự gần đây của Israel. Các đồng minh vùng vịnh của Mỹ, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, Bahrain và Qatar, cũng đã bày tỏ lo ngại về một cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Iran, cho rằng điều này có thể gây ra những tác động tiêu cực về kinh tế và môi trường cho toàn bộ khu vực. Các nước vùng Vịnh nói chung đều muốn đứng ngoài cuộc xung đột. Về phía Israel, trong một tuyên bố hôm 11 tháng 10, Israel tiết lộ nội các an ninh nước này vẫn chưa đưa ra quyết định về cách tiến hành phản ứng với Iran. Tính đến tuần trước, Israel vẫn chưa đưa ra bất kỳ đảm bảo nào rằng họ sẽ không nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel, Yoav Gallant đã đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ tới Iran về phản ứng của nước này. Bộ trưởng Gallant nói: "Cuộc tấn công của chúng tôi sẽ mạnh mẽ, chính xác và trên hết là gây bất ngờ. Họ sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào." Trong khi Iran công khai cảnh báo bất kỳ bên nào được coi là hỗ trợ Israel sẽ bị coi là kẻ xâm lược, thì cũng không có khả năng các nước láng giềng của Iran sẽ công khai bảo vệ Tehran trong trường hợp bị Israel tấn công. Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE và Qatar khẳng định họ sẽ không cho phép Israel sử dụng không phận của mình để tấn công Iran. Jordani cũng sẽ bảo vệ không phận của mình khỏi bất kỳ sự xâm nhập trái phép nào. Về phần mình, Mỹ tin rằng Iran không muốn vướng vào một cuộc chiến toàn diện với Israel. Một quan chức Mỹ tiết lộ, Mỹ vẫn thúc giục Tehran thông qua các kênh liên hệ ngầm để điều chỉnh phản ứng của mình trong trường hợp Israel tấn công trong khi chính quyền của tổng thống mỹ joe biden cũng lo ngại rằng các cuộc tấn công trả đũa đang diễn ra giữa israel và iran có thể trở thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn và kéo cả mỹ vào cuộc một phần quan trọng trong những lo ngại của mỹ là ảnh hưởng của nước này với israel dường như đã giảm dần trong năm qua Thông tấn xã Iraq INA dẫn thông tin từ Hezbollah nói rằng lực lượng này đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy chế tạo thuốc nổ nằm tại thành phố Haifa, Israel. Thông tin từ Hezbollah viết để đoàn kết với người dân Palestine ở giải Gaza để bảo vệ đất nước và người dân Liban, cũng như trả đũa cho các cuộc tấn công của Israel nhằm vào các thành phố và làng mạc. Lực lượng kháng chiến đã thực hiện một vụ tấn công tên lửa chính xác cao nhằm vào nhà máy chế tạo thuốc nổ ở Haifa lúc 6 giờ sáng ngày 12 tháng 10. Hiện phía Israel chưa bình luận về nội dung thông tin được Hezbollah công bố. Haifa là thành phố nằm gần địa Trung Hải ở miền Bắc Israel, cách biên giới với Liban khoảng 45 km. Hezbollah từng nhiều lần tuyên bố nhắm mục tiêu căn cứ của đơn vị 7200, phụ trách hậu cần và bảo dưỡng của quân đội Israel. Gần nhất là đòn tập kích bằng máy bay không người lái UAV Cảm Tử hôm 6 tháng 10. Lực lượng kháng chiến Hồi giáo Iraq IRI, đồng minh của Hezbollah trong trục kháng chiến do Iran hậu thuẫn, Cùng ngày thông báo, tiến hành hai vụ tập kích UAV vào các mục tiêu quan trọng tại Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch chống lại Tel Aviv và nhắm vào các thành trì quan trọng của đối phương. Giao tranh xuyên biên giới Israel và Hezbollah diễn ra gần như hàng ngày sau khi xung đột tại Gaza bùng phát vào tháng 10 năm 2023. Nhóm vũ trang tại Liban nói họ tập kích đối phương nhằm thể hiện sự ủng hộ với người dân Palestine ở Gaza. Xung đột Israel-Hezbollah gần đây gia tăng nghiêm trọng sau khi Tel Aviv không kích hạ sát hàng loạt quan chức cấp cao của nhóm vũ trang, trong đó có thủ lĩnh tối cao Hassan Nasrallah, đồng thời mở chiến dịch trên bộ hạn chế vào miền nam Liban. Hezbollah đáp trả bằng cách liên tục phóng rocket tên lửa vào miền bắc Israel và giao tranh với bộ binh đối phương ở khu vực biên giới. Trong khi đó, Bộ Y tế Liban cho biết 22 người đã thiệt mạng và 117 người bị thương trong cuộc không kích của Israel vào khu vực có nhiều tòa nhà trung cư và cửa hàng nhỏ ở trung tâm thủ đô Beirut vào tối mùng 10 tháng 10. Nhiều nguồn tin cho biết Hezbollah đang chuẩn bị cho cuộc xung đột tiêu hao kéo dài ở miền nam Liban với việc thành lập bộ chỉ huy quân sự mới.